Đất sét nổi tiếng là thành phần khoáng chất giúp làm sạch sâu da, loại bỏ tế bào chết và bã nhờn nên cực kỳ phù hợp cho da dầu. Vậy sữa rửa mặt đất sét Kire Earth Deep Pore Daily Cleanser làm chị em mê mẩn có phát huy được công dụng này? Hãy cùng Dilys review về em ấy nào. Y thông tin về thương hiệu kia là thương hiệu mỹ phẩm thuộc phân khúc cao cấp của Mỹ. Ra đời vào năm 1851, đây là nhãn hàng nổi tiếng với các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, hướng đến sự an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Đến năm 2010, tập đoàn L'Oréal đã mua lại kia và góp phần đưa thương hiệu đến nhiều nước trên thế giới. Thông qua hệ thống phân phối toàn cầu của tập đoàn, kia có nhiều sản phẩm skincare như sữa rửa mặt, kem chống nắng, mặt nạ toner, mang đến sự chăm sóc toàn diện cho làn da. Tại Việt Nam, nhãn hàng này đã được phân phối chính hãng và rất được người tiêu dùng ưa chuộng. 2. Review, sữa rửa mặt đất sét kia có tốt không? Sữa rửa mặt kia có tên đầy đủ là Kire Earth Deep Pore Daily Cleanser. Cùng Dilys tìm hiểu thành phần, thiết kế, texture và cảm nhận khi sử dụng nhé. Một, thành phần và công dụng. Nhìn vào cái tên, dễ dàng nhận thấy thành phần chính của sản phẩm là đất sét kaolin và diatomaceous earth có tác dụng làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết giúp da sạch sẽ, thông thoáng và mịn màng. Thêm nữa, salicylic acid BHA có trong sản phẩm tăng khả năng làm sạch da, thành phần này lấy đi các tế bào chết, bụi bẩn sâu bên trong lỗ chân lông, dầu nhờn và hỗ trợ điều trị mụn. Hai thành phần này bạn sẽ thường thấy trong các sản phẩm cho da dầu mụn. Ngoài ra, sữa rửa mặt đất sét kia còn chứa một loạt chiết xuất từ thiên nhiên và vitamin có lợi cho da. Cụ thể, chiết xuất lá lô hội giúp làm dịu và mềm da, đồng thời cung cấp dưỡng ẩm cho da. Bên cạnh đó, chiết xuất còn có khả năng cân bằng, hạn chế tình trạng khô da do tác dụng hút ẩm và dầu thừa mạnh của đất sét. Lô hội còn được biết đến là thành phần hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả, chiết xuất bột yến mạch, là thành phần giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Ngoài ra, nhờ yến mạch chứa nhiều vitamin nên giúp dưỡng da mịn màng, sáng khỏe và chống lão hóa. Tocopherol, vitamin E, giúp chống oxy hóa, cấp ẩm, làm mềm da và ngăn ngừa lão hóa. Tuy có khá nhiều hoạt chất tốt cho da nhưng sữa rửa mặt lại chứa cồn khô alcohol denat với hàm lượng tương đối cao vì đứng thứ tư trong bảng thành phần. Thực tế thì cồn trong mỹ phẩm khá an toàn, tuy nhiên với hàm lượng cao cồn khô dễ gây khô da. Do vậy, sữa rửa mặt đất sét kia thích hợp nhất cho da dầu và hỗn hợp thiên dầu. Còn những nàng có làn da khô, nhạy cảm hoặc da yếu hay da đang điều trị không nên sử dụng. 2. Bao bì và texture, em này có thiết kế bao bì dạng tuýp nhựa mềm, màu trắng đục và nắp bật cùng màu, nắp rất chắc chắn nên bạn không sợ kem bị nhây nếu mang theo khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, nhược điểm của tuýp nhựa là khi dùng gần hết thì khá khó lấy kem, kết cấu dạng kem khá đặc, kiểu giống đất sét, màu trắng đục và có hạt massa liti, mùi cũng kiểu như mặt nạ đất sét của hãng. 3. Đánh giá chung về sữa rửa mặt đất sét kia, sữa rửa mặt có chất kem khá đặc nên bôi lên mặt hơi khó, lại còn hao, tuy nhiên, khả năng làm sạch của em ấy thì khá tuyệt vời, da được sạch sâu. Em này khi sử dụng sẽ gây cảm giác khô căng do đất sét hút ẩm rất mạnh, dùng xong, da có sáng lên một chút do tế bào chết, bã nhờn và bụi bẩn được lấy đi, nhưng vì em ấy gây khô nên mình chỉ dùng 2-3 lần tuần để làm sạch sâu cho da. Còn lại thì mình dùng dòng sữa rửa mặt hoa cúc của kia, làm sạch tốt và khá dịu nhẹ. Mình thấy sản phẩm chỉ phù hợp cho da dầu và siêu dầu, còn da khô và nhạy cảm thì không sử dụng. Em này có thể khiến da bạn càng khô và rát hơn, về tác dụng đẩy mụn thì mình thấy chưa rõ ràng, chắc phải dùng thêm một thời gian nữa để kiểm chứng xem sao. Ưu điểm, giúp làm sạch sâu da, lấy đi bụi bẩn, tế bào chết và bã nhờn, kiểm soát dầu tốt, phù hợp cho da dầu, siêu dầu và hỗn hợp thiên dầu. Nhược điểm, thành phần có chứa cồn khô, gây khô rát da, không phù hợp với da nhạy cảm, khô, da bị mụn và da yếu, dùng khá hao, giá cao. 3. Mua sữa rửa mặt đất sét kia ở đâu, giá bao nhiêu? Sữa rửa mặt đất sét kia được bán nhiều ở các siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm mua sản phẩm tại website của hãng hoặc gian hàng chính hãng tại các trang web thương mại điện tử lớn như Tiki, Lazada, Shopee. Để biết chính xác địa chỉ store gần bạn nhất, bạn nên tham khảo website chính hãng của Kia Việt Nam. Giá tham khảo 400.000 đồng tip 75ml và 720.000 đồng tip 150ml. Tuy giá thành khá chát nhưng sữa rửa mặt đất sét kia giúp da được sạch sâu, loại bỏ tế bào chết cùng với bã nhờn, nhờ thế, da trở nên thông thoáng, ngăn chặn tình trạng nhân mụn phát sinh. Và như chia sẻ của Dilys ở phần trên, bạn nên cân nhắc xem da có phù hợp để sử dụng em ấy không nhé.
Điều này giúp bạn không bị khô và bong chóc lớp biểu bì do hiện tượng mất nước. Link mua sản phẩm sữa rửa mặt đất sét mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.